Thân chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với dự toán ETA. Ở video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái văn bản cần áp dụng khi mà lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2022. Cùng với đó là sẽ áp dụng các cái văn bản đó để lập một dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ở video này, chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tìm hiểu về các cơ sở cần chú ý, bao gồm là các văn bản cũng như là các bước trình tự lập dự toán áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. Và bước thứ hai nữa là với những cái yêu cầu và cũng như là những cái văn bản như vậy thì áp dụng trên ETA chúng ta sẽ làm thế nào. Đầu tiên, đối với các anh chị mới theo dõi kênh lần đầu thì các anh chị vui lòng đăng ký kênh để chúng ta nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo. Nhưng anh chị nào đã đăng ký rồi thì nếu thấy video hay có thể để lại một like hoặc là chia sẻ đến mọi người khác để chúng ta sử dụng phần mềm được cho nó hiệu quả. Đi ngay vào phần đầu tiên của video, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là vậy thì với thời điểm hiện tại thì khi mà lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thì chúng ta sẽ cần chú ý những điểm gì và áp dụng ra làm sao. Đầu tiên thì như các anh chị đã biết thì hiện tại khi mà lập một cái dự toán thì chúng ta cần phải áp dụng các cái hệ thống thông tư của Nghị định số 10 ban hành năm 2021, đó chính là hệ thống thông tư số 11, 12 và 13 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 10. Thì các cái bộ ba thông tư này thì ban hành ngày 31 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10. Cùng với đó thì hướng dẫn thực hiện thì bản thân là tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành một quyết định về nhân công số 3795 ngày 5 tháng 10, cụ thể để hướng dẫn cái thực hiện nghị định các nghị định nói trên. Thì do đó cho nên là khi mà lập dự toán, đầu tiên về phần định mức thì chúng ta phải áp dụng bộ định mức kèm theo thông tư số 12. Kết hợp với cái phần định mức đó thì cần phải lấy phần giá vật liệu mới hiện tại này. Thì như các anh chị đã biết thì hàng tháng, hàng quý thì Sở Xây dựng có ban hành các cái nội dung về công bố giá, thì chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta áp dụng. Nhân công thì như có vừa kể trên thì chúng ta sẽ áp dụng theo quyết định 39 à 3795. Phần ca máy thì hiện tại là tỉnh chúng ta chưa có cái quyết định hướng dẫn cho nên là phải là tính trực tiếp trên cái cơ sở dựa trên cái phụ lục số 5 của thông tư 13 cộng với cả cái phần nhân công. Đó. Thì tìm hiểu sâu hơn một chút về cái quyết định số 3795 thì được tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 5 tháng 10 2021 về hướng dẫn thực hiện phần giá nhân công. Thì đúng theo tinh thần của thông tư số 13 thôi. Phần giá nhân công thì được ban hành các cái mức giá bình quân theo hai khu vực 2 và khu vực 3. Ở đây chúng ta có quy định rõ ràng khu vực 2 bao gồm có thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, Yên Lạc. Vùng 3 thì bao gồm các huyện còn lại, cụ thể hơn thì là các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô. Đó. Và ban hành rất là cụ thể và cũng có một cái hướng dẫn thêm đó là các cái phần nhân công khác thì được tính toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 của thông tư số 13. Thì nếu anh chị nào mà chưa có quyết định số 3795 thì có thể lại để lại video để lại email ở dưới video hoặc là số điện thoại Zalo, em sẽ chủ động em gửi để anh chị tham khảo. Trở lại với cái lộ trình để thực hiện một cái file dự toán, đó là chúng ta đã xác định được cái cơ sở đầu vào. Thì từ bốn cái cơ sở đầu vào này bao gồm có định mức này, kết hợp với giá vật liệu, giá nhân công và máy thi công thì chúng ta sẽ tính như là cái chi phí trực tiếp của cái phần chi phí dựng của mình. Tất nhiên là gì ạ? Là chúng ta phải có cái phần khối lượng được bóc từ bản vẽ, bao gồm các công việc khối lượng thế nào đó, và các công việc gì khối lượng thế nào để kết hợp vào cùng với các yếu tố này để chúng ta xây dựng được cái chi phí trực tiếp. Từ cái chi phí trực tiếp này thì kết hợp với một cái bộ cái chi phí được tạm gọi là chi phí gián tiếp, bao gồm có chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí một số không xác định, một số công tác không xác định từ thiết kế, chi phí thu nhập tính trước, thuế VAT được quy định trên thông tư số 11 đó, và từ hai cái nội dung là chi phí trực tiếp cùng với các chi phí này chúng ta sẽ có được cái nội dung đó là chi phí xây dựng. Chi phí xây dựng thì nếu mà các anh chị làm những công trình nhỏ, những công trình sửa chữa hay là những công trình mà không cần phải tính đến tổng mức đầu tư thì đến cái chi phí xây dựng này thì cũng đã là ổn rồi. Đây của chúng phần chi phí dựng này cũng đã tương đối ổn. Tuy nhiên là nếu mà đặc thù các anh chị cần phải tính thêm tổng mức thì chúng ta cần phải tham khảo để tính toán thêm các cái chi phí bao gồm có là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí dự phòng và
chi phí khác. Các chi phí này thì được quy định về bảng biểu và cũng như là cách trình bày thì ở trên thông tư số 11, còn là về hệ số thì được quy định tại phụ lục số 8 của thông tư số 12 và để ra là cái kết quả cuối cùng chúng ta tạm gọi là tổng mức đầu tư. Thế thì khi mà lập dự toán thì phải ở đây là Vĩnh Phúc thì em các cái căn cứ như thế. Tuy nhiên là ở địa bàn tỉnh khác thì các cái căn cứ của nó sẽ cũng tương tự. Thì các anh chị sẽ căn cứ vào là gì? Hai yếu tố. Đầu tiên là thời điểm và cái thứ hai là địa bàn. Thì xác định xem là ở vậy thì với địa bàn này, thời điểm này chúng ta cần dùng những gì và chúng ta cần phải vẽ được một cái sơ đồ kiểu như thế này để chúng ta cứ bám vào đó là chúng ta tiến hành đặt thôi. Ví dụ như là ở vậy thì tôi sẽ lấy định mức theo cái gì này? Đó, tỉnh này đã có đơn giá chưa hay là vẫn làm với định mức này? Giá vật liệu thì thời điểm này thì tỉnh đã có công bố giá đi tháng mấy quý mấy để chúng ta lấy theo này. Giá nhân công thì hướng dẫn mới nhất là theo theo nội dung gì? Đó, giá ca máy thì đã có bảng giá ca máy hay chưa? Đó, và chưa có thì chúng ta cần tính trực tiếp này. Có rồi thì chúng ta cần áp này, áp vào cái nội dung bù bù ca máy nữa. Thì đó là nói thêm một chút về cái việc mà lập dự toán nói chung thì chúng ta cần xác định cơ sở đầu vào như vậy. Từ những cái cơ sở vào chúng ta cần xác định được chi phí trực tiếp, từ chi phí trực tiếp thì chúng ta ra chi phí xây dựng. Thì để xác định được các cái chi phí này thì chúng ta cần biết là gì? Loại công trình của chúng ta này, loại công trình này, bước thiết kế này, hay là các cái công tác thẩm tra thẩm định nó gồm những bước gì thì mới xác định được các chi phí tiếp theo. Thì đó là tổng quan để xác định được một cái dự toán chi phí đầu tư xây dựng thì các anh chị cần cần xác định như thế, chứ không phải là vào cái chúng ta chọn đơn giá cho nó gì phần mềm cứ thế nó chạy thẳng thẳng ra thì cái như thế là rất là khó, và sau này khi mà đi thẩm tra thẩm định hay là giải trình thì các chị đều không nắm được, không nắm được thì bảo vệ cái số liệu của mình nó khó được không ạ? Thế thì xin phép là kết thúc cái phần đầu tiên của video, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó chính là thao tác trên dự toán ETA. Thế thì cái phần này thì dành cho các anh chị đã dùng dự toán ETA rồi, thì là phần hướng dẫn riêng. Tuy nhiên là nếu anh chị nào mà chưa biết đến ETA mà muốn tham khảo thì có thể vào website của chúng em, đó là dự toán eta.vn. Ở đây chúng ta có cái bộ cài tải về chúng ta cài để tham khảo sử dụng. Trên ETA thì liên tục được cập nhật đầy đủ tất cả các cái thông tư nghị định mới, bộ đơn giá, quyết định về nhân công, quyết định về máy, hay thậm chí là giá thông báo này, hay là giá nhiên liệu của các tỉnh thành đều cập nhật đầy đủ cả. Trong quá trình cài đặt sử dụng nếu mà có vướng mắc thì có thể liên hệ với em Trịnh theo số điện thoại là 0916 946 336. Bên em sẽ hỗ trợ tất cả các vấn đề của anh chị, kể cả là nói vui một chút đó là các anh chị mà không dùng người ta mà hỏi một chút về các cái văn bản thông tư nghị định thì bên em biết đến đâu thì cũng tư vấn cho các chị cái đấy, không phải ngại gì cả, không ạ? Lan man một chút thì chúng ta quay trở lại với việc sử dụng phần mềm. Đầu tiên đó là để sử dụng được dữ liệu Vĩnh Phúc thì tất nhiên rồi, chúng ta phải tải về phần đơn giá Vĩnh Phúc này. Tải về đơn giá Vĩnh Phúc này. Đó, các chị vào phần tải về tải đơn giá này. Đó, sau đó thì tìm chọn đến tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó thì bấm bấm tải về. Anh chị nào mà tải về trên máy rồi thì có thể chọn cho cái nút cập nhật để nó là gì ạ? Nó tải về những cái mới nhất, bởi vì là liên tục ETA sẽ có những cập nhật mới. Thì rất có thể là các chị nếu như không tải cái cập nhật này thì dữ liệu của trên máy của mình sẽ chưa có cái phần định mức 12. Ví dụ như thế, rất lâu anh chị chưa dùng thì vui lòng là cập nhật phần mềm là mới nhất, cũng như là tải cái phần đơn giá để nó update nó được nhanh chóng và đầy đủ mới nhất. Chờ một chút thì phần mềm nó sẽ tải xong cái phần dữ liệu và nó thông báo cho mình. Sau khi mà tải được xong thì phần tỉnh thành phố chúng ta sẽ chọn sang Vĩnh Phúc này. Và như có nói ở trên thì các cái phần về định mức chúng ta sẽ lấy ra định mức 12. Rồi, định mức 12 ở đây thì chắc là các chị cũng đã nắm được là định mức 12 thì bao gồm các cái phần nhỏ như là xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm và lắp đặt máy. Thế thì nếu mà các chị làm riêng một cái phần nào đó thì mình có thể tích riêng các cái phần đấy thôi. Đó, ví dụ làm riêng khảo sát thì tích riêng khảo sát, làm riêng lắp đặt thì tích riêng lắp đặt. Tuy nhiên là mình vẫn có thể là tích các cái phần hỗn hợp như thế này, ví dụ là một cái dự án gồm 5 phần, 6 phần tất cả, 6 phần định mức dùng cả, có thể tích cả, không có vấn đề gì cả. Mọi người chỉ cần chú ý giúp em một cái điểm, đó là phần sửa chữa và phần xây dựng là hai cái phần có cái cấp phối về xi măng đấy ạ.
Thế thì phần mềm sẽ làm thành hai phần, một là không có đuôi PCB30 và một đuôi phần là có đuôi PCB30. Thế thì khi mà chúng ta dùng á, thì nếu mà đặc thù mà muốn sử dụng cấp phối PCB30 thì sẽ chọn các cái phần PCB30 bên dưới. Còn nếu mà dùng 40 hoặc là dùng có công tác 40, có công tác 30 thì có thể tích vào cái phần bên trên để chúng ta dùng. Xong xuôi thì chọn sử dụng đơn giá đã chọn. Sau khi xác định được cái cơ sở đầu vào xong thì các anh chị ở phần tiên lượng sẽ tra các cái mã số công việc giúp em. Đó. Cái phần này thì chắc là anh chị cũng đã quen rồi đúng không ạ? Dù là ETA hay trên phần mềm nào đó thì cũng 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 có cái việc đó là tra công tác. Tra công tác thì chúng ta nhớ mã thì chúng ta đánh mã vào đây thôi. AG, AF, AI, AK. Chúng ta không nhớ được mã thì chúng ta sẽ tìm theo tên. Đó. ETA thì hỗ trợ tra theo cả tên cả mã thôi. Cứ đánh trực tiếp vào đây. Tên thì ví dụ như là chúng ta xác định theo nhiều cái từ khóa chẳng hạn như là bê tông này, là mác 200 này. Đó, sau đó thì đá 12 này. Đó, thế thì như anh chị thấy ở đây, em gõ ba cái từ khóa đó liền nhau và cách nhau bởi dấu cách thì phần mềm cũng sẽ lọc ra được những cái công tác phù hợp với cái mong muốn của mình. Đó, được không ạ? Ở đây thì các anh chị có thể thấy ngay một điểm đó là mặc dù là tỉnh Vĩnh Phúc chưa ban hành bộ đơn giá, tuy nhiên là để phục vụ cái việc đạt dự toán các anh chị được dễ dàng hơn thì ETA cũng đã lấy cái giá vật liệu cũ ở trên cái đơn giá 08 để đưa vào cái phản ứng 12 này để trong quá trình làm anh chị dễ dàng hơn trong quá trình là cân nhắc và sử dụng. Song song với việc chúng ta tra công việc thì chúng ta cần phải vào gì ạ? Vào mã và vào khối lượng tương ứng với cái mã công việc đó. Ở đây chúng ta có thể vào trực tiếp này, có thể vào diễn giải này, có thể có cái phần ghi chú cho cái phần diễn giải đó như thế này. Được không ạ? Thì toàn bộ các phần diễn giải dưới này phần mềm nó sẽ cộng trừ nhân chia nó tổng ở đây. Một số cái thao tác khác ở tiên lượng ví dụ như anh chị có thể chỉnh cái thành phần định mức của từng công tác theo cái đặc thù của mình này, hay là diện thêm cái phần hệ số cho từng cái công tác theo cái hệ số đặc thù. Ví dụ như là công tác bê tông mà dùng bê tông thương phẩm thì cần phải hệ số nhân công cần phải giảm đi này, hay là bỏ đi một số cái máy không cần không dùng đến. Ví dụ như là dùng bê tông thương phẩm thì chúng ta không thể dùng máy trộn nữa. Đó, thì đó là một số cái ở tiên lượng cần chú ý. Xong phần tiên lượng thì chúng ta sẽ qua các cái phần vật liệu, nhân công và máy để điều chỉnh các cái mức giá này vào. Thì như các anh chị đã biết thì hiện tại thì tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm hiện tại nhé, thời điểm hiện tại đó là thời điểm tháng 6 thì Vĩnh Phúc có đến cái về giá vật liệu đến 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 quý 1 2022. Thì phần mềm ETA cũng đã cập nhật rồi. Sau này thì tất cả những cái công bố giá thì cứ mà sở mà công bố thì trên phần mềm cũng sẽ có update. Các anh chị có thể chuột phải chọn lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu, sau đó thì chọn đến cái khu vực mình cần làm, chẳng hạn như ở đây mình sẽ làm một công trình ở Tam Đảo đi, đúng không ạ? Mùa hè này thì đi Tam Đảo khá là mát. Đây, chúng ta làm thử một công trình ở Tam Đảo. Tải về này, tải về, sau đó thì bấm vào để lắp cái giá, ví dụ lắp giá cao nhất, lắp giá thấp nhất hoặc là lắp giá nâng cao tùy vào cái gì ạ, tùy vào cái mong muốn của mình. Thế thì lắp giá cao nhất hay thấp nhất thì nó đúng như cái tên gọi của cái tính năng, nó sẽ chọn cái giá cao nhất hay thấp nhất để nó điền vào. Lắp giá nâng cao thì chúng ta sẽ được quyền lựa chọn nguồn vật tư. Thế thì cụ thể nó thế nào? Ở đây mình có thể thấy luôn đơn giản như là cái ông bạn xi măng này, xi măng này là có hai nguồn, đó là Hoàng Thạch và Bút Sơn, giá nó có khác nhau một chút xíu. Đó, thế thì mình có thể tích vào để mình áp, thì phần mềm nó chỉ áp cái thành phần vật tư đi thôi. Đó, được không ạ? Thế thì ngay ở đây các anh chị có thể thấy luôn đó là cái lợi ích của cái việc là phần mềm lấy cái giá của quyết định 08 để áp lại. Ở đây ok, cát này, đá này hay là sắt thép thì ở trên công bố của sở có công bố chúng ta áp lại. Ok. Tuy nhiên thế thì những cái vật tư phụ nếu như không có sự hỗ trợ lấy giá tạm thời từ đơn giá 08 ra thì chúng ta lại gặp khó khăn với việc mà điều chỉnh các giá này. Đó, thế thì có cái giá gốc này rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại và thêm lên thôi. Đó. Tuy nhiên ở đây các anh chị chú ý giúp em là cái giá gốc sau khi chúng ta đã mượn để chúng ta thực hiện xong thì nên là đặt giá gốc bằng giá thông báo. Đó, đặt giá gốc bằng giá thông báo. Lý do tại sao là phải làm thế này? Bởi vì là chúng ta làm theo định mức cho nên là cái phần giá gốc này nếu mà để có sự chênh lệch thì ở các cơ quan thẩm định họ sẽ hỏi ngay tại sao chưa có đơn giá là cái định mức của ông có chênh lệch.
cái phần giá gốc này làm xong cái đặt bằng giá thông báo, đó là hay hơn cả, được không ạ? Tiếp theo sang phần nhân công thì như có vừa nói đó là nhân công của tỉnh mình sẽ áp dụng theo quyết định 3795, các chị chuột phải này, chọn lắp ra thông báo từ cơ sở dữ liệu. Ở đây sẽ có cái cửa sổ danh sách giá thông báo, nếu chưa có giá thông báo nào có thể bấm nút tải về để tải thêm các cái nội dung mới, bấm tải về và chờ trong một giây lát. Phần mềm sẽ cập nhật cái quyết định số 3795 theo hai cái khu vực ở vùng 2 và vùng 3. Ở đây thì vẫn đi theo cái dọc chúng ta đã quyết định từ đầu thôi, đã trao đổi với nhau thôi, đó là nó sẽ thử một cái dự đoán theo tam đảo, đó chính là vùng 3. Các chị sẽ nắp giá của vùng 3, áp dụng giá sẽ nhảy vào đây, sẽ thấy ngay cái sự khác biệt giữa giá gốc và giá thông báo. Lý do ở đây là cái phần giá gốc này, này chúng tôi vẫn lấy theo 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 3795, tuy nhiên là chúng tôi lấy theo vùng 2 đây, theo giá vùng 2 này nó sẽ khớp luôn, được không ạ? Tuy nhiên nếu lấy giá vùng 3 thấp một chút, chúng ta sẽ làm theo tam đảo nhé. Rồi giá gốc thì cũng xử lý tương tự, các anh chị vui lòng đặt giá gốc và giá thông báo để nhìn cái file dự toán của mình nó phù hợp hơn. Phần ca máy thì ok, ca máy chưa có bảng giá ca máy thì chúng ta sẽ phải diện tính trực tiếp. Trên phần mềm thì anh chị sao tác vào nội dung là tính trực tiếp này, ở đây ạ, tích tính trực tiếp này, chọn là bảng tính giá ca máy. Ở đây thì phần nhân công phần mềm sẽ tự động link với cái nhân công vùng ở bên này. Anh chị nào cẩn thận thì cũng có thể áp lại cũng không sao, áp lại giá vùng 3 cũng không sao. Nội dung thứ hai nữa là phần giá nhiên liệu xăng dầu diesel, mọi người có thể chuột phải chọn bảng giá nhiên liệu để tự điều chỉnh giá, hoặc là chọn chuột phải này chọn lắp giá nhiên liệu từ file giá, sau đó thì lắp theo cái giá được công bố và phần mềm cập nhật ở đây. Chọn lắp giá này đó, thì phần mềm sẽ dùng các cái tiêu chí để tính toán ra một cái máy bao nhiêu tiền để cập nhật sang bên này. Tương tự như các phần nhân công và vật liệu thì chúng ta sẽ đặt giá gốc bằng giá hiện trường, chuột phải nên chọn giá gốc bằng giá hiện trường, sau đó thì sẽ quay trở lại tiền lượng nhé, quay trở lại tiền lượng, tính lại cái tiền lượng này, bởi vì lúc này cái giá chúng ta đã thay đổi hết rồi, không còn là cái mức giá này nữa. Để nhanh chóng thì đỡ phải tính từng công tác, các anh chị bấm vào tính lại đơn giá từ định mức, sau đó thì tính cho tất cả các công tác. Ở đây thì ba cái giá này chúng ta đã đặt bằng nhau rồi, cho nên là tính theo cái gì cũng vậy cũng được. Chọn tính lại thì hoàn toàn tiền lượng nó sẽ tính lại thành một cái dự toán mới đẹp đẽ cho mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần bảng tổng hợp kinh phí hạng mục để điều chỉnh mẫu bảng cũng như là các cái chi phí cho nó phù hợp. Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục này, các anh chị chọn giúp là mẫu thông tư 11 trực tiếp, mẫu thông tư 11 trực tiếp. Phần hệ số chi phí xây lắp, các anh chị bấm vào cái phần có cái chữ alpha nhỏ nhỏ đây, có là hệ số CVXL đấy, ngay bên dưới. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn loại công trình. Và đầu tiên là phải để ý là phải thông tư 11 nhé, thông tư 11 này, loại công trình này, chẳng hạn đây là công trình về giao thông đi, ví dụ đây là một cái đường đi lên Tam Đảo, theo dòng tiểu tuyến. Phần mềm sẽ tự tra tất cả các cái chi phí này để đưa vào. Xong xuôi thì sẽ có thể chọn cái nút là phân tích công trình, sau đó là xong hạng mục này chúng ta sẽ có thể thêm hạng mục mới này. Đó, và tiếp tục thao tác, hoặc là nếu mà xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ tiến hành gì ạ? Kết xuất hồ sơ đối với những công trình nhỏ chỉ có tính đến cái phần chi phí xây dựng thôi. Còn nếu mà muốn đóng tính tổng hợp kinh phí thì các chị chuyển sang bước tiếp theo, đó là cấu hình cái bảng tổng mức đầu tư. Ở cái phần thanh công cụ bên bên trái này, các chị bấm vào phần tổng hợp kinh phí nhé. Tổng kinh phí này, ở đây sẽ có một bảng tổng hợp chi phí tổng mức đầu tư. Mọi người sẽ chọn giúp là loại công trình này, thiết kế mấy bước này, cấp công trình cấp mấy. Bảng này thì ETA phục vụ đầy đủ tất cả các chi phí, cho nên là rất nhiều trường hợp các anh chị không cần chi phí nhiều thế này. Các anh chị bấm vào phần chọn chi phí này, tích bỏ đi những cái chi phí mình không cần, sau đó thì ta lưu lại, ta lưu lại để có được một cái bảng chi phí quản lý cũng như là cấu thành bảng tổng mức đầu tư nó đầy đủ và chính xác. Bước cuối cùng thì các anh chị sẽ kiểm tra, rà soát, có thể trực tiếp in ấn trên phần mềm cũng được, hoặc là xuất ra Excel, để gửi cho bên đối tác của mình, được không ạ? Rồi, chọn Save này, chọn đồng ý, thì rất nhanh chóng phần mềm nó sẽ kết xuất ra Excel cho mình. Đó.
Ở đây thì mặc dù là Excel nhưng mà các cái bảng của chúng tôi nó vẫn link với nhau để giúp cho anh chị, ví dụ như là chỉ sửa một chút cái giá nhân công, sửa một chút cái giá nhiên liệu thôi để thay đổi cái dự toán để nó phù hợp, thì hoàn toàn có thể thực hiện trên 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 Excel mà không cần phải quay trở lại phần mềm. Thì đây cũng là một cái lợi ích khi mà chúng tôi để các phần Excel nó tự link với nhau. Thì trên đây qua một số cái bước rất là đơn giản thôi, chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về trình tự lập dự toán theo các quy định mới nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cũng cùng với đó là thao tác trên dự toán data, thực hiện các bước đó. Trong quá trình thực hiện, nếu mà các anh chị theo dõi video nếu có gì vướng mắc thì có thể liên hệ lại với bên em để được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.